AETOS was established in 2007. It radiates from the Sydney headquarters worldwide, with three operation centres in Sydney, the United Kingdom, Hong Kong, and across the globe. We provide diversified financial products such as CFD and Forex, metals, energy, and indices for clients from more than 100 countries and regions. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin thị trường tài chính toàn cầu trong tuần từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11. Trước tiên, chúng ta sẽ điểm qua một số thông tin tổng quan về thị trường tiền tệ và hàng hóa tương lai trong tuần vừa qua. Về thị trường ngoại hối, đồng đô la đã giảm vào sáng thứ hai đầu tuần. Các nhà đầu tư tiếp tục tìm điểm chung giữa các dự báo lãi suất biến động của thị trường và các quyết định chính sách tiền tệ ôn hòa gần đây từ các ngân hàng trung ương chủ chốt. Chỉ số đô la index đã nhích 0,01% xuống 94,31. Tỷ giá USD JPY tăng 0,19% lên 113,61. Tỷ giá đô la Mỹ nhích 0,1% xuống 0,74. Tỷ giá GBP USD giảm 0,13% xuống 1,35, phục hồi từ mức thấp nhất trong năm tuần. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với thị trường hàng hóa. Giá dầu tăng nhẹ vào thứ hai ngày 8 tháng 11 khi những tín hiệu tích cực về tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã hỗ trợ triển vọng nhu cầu năng lượng. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai, dầu Brent tiến 0,83% lên 83,43 đô một thùng sau khi giảm gần 2% trong tuần trước. Dầu WTI cộng 0,81% lên 81,93 đô một thùng sau khi giảm 3% vào tuần trước. Vàng thế giới lên cao nhất trong hơn 2 tháng. Kết thúc phiên dịch ngày thứ hai, hợp đồng vàng tương lai tiến 11,2 đô, tương đương 0,6% lên 1.828 đô một ao. Tiếp theo là thị trường tiền điện tử. Bitcoin và Ethereum cùng lập đỉnh mới. Sáng ngày 9 tháng 11, thị trường tiền mã hóa diễn biến đầy hứng khởi khi giá Bitcoin và Ethereum cùng đạt mốc mới. Theo dữ liệu của CoinMarketCap, giá Bitcoin và Ethereum cùng lập đỉnh mới ở các mốc lần lượt là 67.657 và 4.817 đô một đồng. Đáng chú ý, sự bứt phá của hàng loạt đồng tiền dẫn đầu đã giúp vốn hóa thị trường tiền mã hóa vượt mốc lịch sử 3.000 tỷ đô ở châu Âu. Và tiếp sau đây là những tin chính về hai nền kinh tế quan trọng châu Âu và Mỹ. Thị trường chứng khoán châu Âu đã đạt mức cao kỷ lục vào cuối năm, được thúc đẩy bởi các thông điệp tương đối ôn hòa của Ngân hàng Trung ương. Về mặt dữ liệu, bản phát hành chính ở châu Âu sẽ là khảo sát GEW của Đức về tâm lý kinh tế cho tháng 11, sẽ cung cấp bức tranh về sức khỏe của động lực kinh tế khu vực. Châu Âu một lần nữa trở thành tâm điểm của đại dịch khi số ca mắc COVID-19 tăng lên không ngừng trong những tuần gần đây, khiến hệ thống y tế nhiều nước rơi vào tình trạng báo động. Tại Mỹ, các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu cung cấp dầu thô tại Mỹ từ API ngày 9 tháng 11 và EIA vào thứ Tư ngày 10 tháng 11. Dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng tuần thứ 3 liên tiếp, có khả năng giúp giới hạn mức tăng thêm. Trên thị trường trái phiếu, lợi suất Mỹ 10 năm ở mức 1,49%. Vào đầu tuần, những người tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu lạm phát quan trọng với chỉ số giá sản xuất và chỉ số giá tiêu dùng. Tuần này, các sự kiện kinh tế đáng chú ý bao gồm: vào ngày 8 tháng 11, tin về độ tự tin của nhà đầu tư Sentis tại châu Âu. Ngày 9 tháng 11, chỉ số cảm tính kinh tế của GEW. Ngày 10 tháng 11, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ. Vào ngày 11 tháng 11, tin về tỷ lệ thất nghiệp vào tháng 10 của Úc. Ngày 12 tháng 11, tin tâm lý người tiêu dùng Michigan tại Mỹ. Tất cả thông tin chia sẻ chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà đầu tư cần tham khảo thêm ý kiến của các bên tư vấn độc lập để hạn chế các rủi ro có thể xảy ra. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào đầu tuần sau.